Mời các bạn đến với set đấu thứ hai các bạn. Đây là trận đấu giữa đội Sở Phan phía bên đây lưới và đội Suối Đá ở phía kia lưới. Ở set đấu thứ nhất thì Sở Phan tạm nhận trước các bạn. Đây là giải bóng chuyền vô địch huyện Dương Minh Châu năm 2020. Đây là trận đấu diễn ra giữa của bảng B nha các bạn. Bảng B gồm có Suối Đá, Sở Phan và Giáo Dục. Quyết định ra quân của Sở Phan: số 10 Tú, số 6 Khoa, số 3 Thiết. Số 3 Thiết Hùng, số 7 Hải Cao, số 8 Minh Luân, số 1 Cang. Quyết định ra quân của Suối Đá: số 4 Quân, số 1 Kha, số 2 Ga, số 11 Quốc Huy, số 9 Bảo, số 12 Nhân. Điểm số hiện tại như vậy: Sở Phan 2-1. Và là bóng của Hải Cao. Hải Cao đang là cao thủ trẻ của bóng chuyền Dương Châu nha các bạn. Điểm hiện tại là 3-1. Điểm Sở Phan 4-1. Đội Suối Đá xin hỏi ý nha các bạn. Thank you.
cho bên đây à? Đăng ký bên nào cũng đó chứ sao đăng ký. Kêu quắc lại đó. Đóng cái cửa lại. Thank you.
Điểm hiện tại là 14, 18 nghiêng về xứ đá các bạn. Điểm xứ đá 15, 18. Phía bên đội xứ đá đang đi suy 7 nữa các bạn. Từ 16-20 hiện.
đấu thứ hai, đội số 8 thắng nhau rồi, hai đội vào sẽ đấu thứ ba.